Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thùy Trang, năm nay mình 27 tuổi, mình đến từ Hà Nội và mình hiện nay mình đang là điều dưỡng. Một điều mình muốn bật mí cho các bạn đó là mình cực kỳ yêu Artichi. Gia đình mình thì đã sử dụng cái sản phẩm Amway được 10 năm rồi và một năm trở lại đây thì mình biết đến công việc kinh doanh này. Thì mình đã bị ấn tượng bởi những sản phẩm của Artichi. Bản thân mình là một người trẻ rất thích làm đẹp và mang cái đẹp đến cho mọi người, nên mình đã quyết định cái sử dụng cái dòng sản phẩm này để kinh doanh và cũng như xây dựng cái thương hiệu cá nhân. Phong cách trang điểm của mình thì có thể thay đổi tùy vào môi trường và hoàn cảnh. Có thể là trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, hoặc là trang điểm nổi bật, cá tính. Và cái xu hướng trang điểm của mình chủ yếu là trang điểm nhẹ nhàng và nữ tính để phù hợp với công việc đi làm hàng ngày của mình. Mình sẽ sử dụng cho bản thân một lớp nền mỏng nhẹ như xương và một chút má hồng, cũng như một chút son môi cho ngày mới thêm rạng rỡ. Và nếu bản thân mình mà được may mắn được trở thành fashionista của Artichi thì điều đầu tiên mình làm đó là sở hữu cho mình một bộ Artichi Studio. Mình sẽ trải nghiệm nó và khám phá nó. Thì sau đó mình sẽ viết các review chi tiết cho các bạn trẻ trên Facebook cũng như Insta cá nhân và trong những cộng đồng làm đẹp trên mạng xã hội và tạo ra những cái hình ảnh thật là đẹp mắt cùng với những bài viết rất là chất lượng về những cảm nhận của bản thân. Và sau đó mình sẽ live stream cũng như là các cập nhật, cũng như là cập nhật các xu hướng trang điểm mới nhất và những cách chăm sóc da hoặc như các cách phối đồ để làm sao cho phù hợp và bản thân chúng ta có thể tự tin hơn. Hoặc là mình có thể tổ chức các lớp dạy make up cho các bạn trẻ Việt Nam để các bạn trẻ có thể tự tin hơn cũng như bản thân mình có thể lan tỏa được những cái giá trị đến cho mọi người. Xin cảm ơn tất cả các bạn.